bức thư cha doanh nhân gửi cho con trai. Tính cách sẽ quyết định tất cả, nó định hướng cách con sống để hạnh phúc và hài lòng với cuộc đời. Khi con vừa chào đời, cha đã hứa rằng sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để dẫn dắt con trở thành một người đàn ông tốt. Cha biết sẽ có lúc cha mắc sai lầm, nhưng cha tin rằng bằng việc chia sẻ một cách trung thực tất cả những lỗi lầm, nỗi sợ hãi hay những bài học khó khăn, những sai lầm đó sẽ không vô ích. Hiện giờ con mới 7 tuổi và cha biết con sẽ không đọc hay chẳng mà quan tâm tới những điều cha nói cho đến khi đã trải qua vài thăng trầm cuộc sống. Nhưng vì tương lai là một thứ khó đoán định, nên cha vẫn sẽ viết ra để chia sẻ với con mọi bài học mà cha đã tích lũy được trong suốt quãng đời vừa qua. Cha tin rằng con xứng đáng được nhận những bài học này, bởi ở cương vị một doanh nhân, cha đã hy sinh nhiều thời gian dành cho con và gia đình để cống hiến cho công việc. Chỉ có 3 bài học thôi, nhưng cha tin chúng có giá trị ở mọi thời đại, dù là cha hay con. Thứ nhất, hạnh phúc thực sự đến từ việc làm đúng chứ không phải là tiền bạc hay sự thành công. Trong quá trình gây dựng nên Bồ Đề Chi, cha đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Cha luôn cố gắng bảo vệ con và gia đình mình khỏi những khó khăn nhưng phải thừa nhận rằng đã có lúc cha để cho cảm xúc tiêu cực điều khiển mình lên xuống. Trong ngắn hạn, kinh doanh giống như một trò chơi zero sum, có người được thì sẽ có người mất. Nếu con kiên định với sự trung trực, từ bi và đồng cảm thì con sẽ luôn là người thua cuộc ở cuối con đường. Cha từng tự nói với bản thân là cứ trung thực rồi sẽ được đền đáp, nhưng sự thật không hẳn như thế. Đôi khi, những kẻ nói dối, lừa gạt lại là những kẻ dẫn đầu, ít nhất là về vấn đề tiền bạc. Nếu con cảm thấy việc mình làm là đúng đắn vì sẽ đem lại một lợi ích, phần thưởng gì đó thì nó có thể sẽ khiến con thất vọng vô cùng. Đừng sống vì vật chất vì chúng sẽ trói buộc con. Điều quý giá nhất trong cuộc sống chính là tự do. Sự trung trực có thể không trả về tiền bạc, quyền lực hay vị thế nhưng nó là điều duy nhất không thể bị lấy đi. Những người hạnh phúc nhất mà cha từng gặp đã mô tả hạnh phúc của họ không phải từ những gì họ đạt được mà là từ niềm vui bên trong, từ sự thanh thản với chính mình. Thứ hai, đừng sợ hãi khi tỏ ra hối hận. Sẽ có lúc con mắc sai lầm. Khi đó đừng tỏ ra lo sợ hay chối bỏ nó. Không có gì tồi tệ hơn việc con trốn tránh lỗi sai và thất bại của mình. Chúng ta được dạy rằng, hối hận là một dấu hiệu của sự yếu đuối hoặc một sự thừa nhận tội lỗi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Nhưng suốt cuộc đời mình, cha không thấy định nghĩa trên đúng đắn chút nào. Dù cho đó là vấn đề liên quan đến pháp lý, mối quan hệ kinh doanh hay bất kỳ điều gì, một khi con mắc sai lầm, cha mong con đủ dũng cảm để thừa nhận những lỗi lầm đó. Giống như sự trung thực, không phải lúc nào người ta cũng đánh giá cao sự tự nhận thức và sự hối hận. Nhưng cha cam đoan, những giá trị này sẽ đem đến sự bình yên trong tâm hồn, thứ có thể biến thành sức mạnh giúp con vượt qua mọi trở ngại tầm thường nào trong kinh doanh. Thứ ba, dù có việc gì xảy ra cũng hãy luôn cố gắng trở thành một người tử tế. Cuộc sống này không bao giờ là bằng phẳng. Sẽ có lúc nó tôn con lên cao nhưng cũng có khi con bị ném xuống đáy sâu. Có lúc kẻ xấu sẽ chiến thắng và con như mất đi một phần danh dự. Có lúc cám dỗ sẽ lôi kéo con phạm tội và cũng có lúc việc con làm, dù đúng đắn, cũng không đem lại lợi ích gì. Đừng cố gắng trở thành một nhà lãnh đạo hoàn hảo, một doanh nhân thành công. Điều quan trọng nhất mà cha muốn là con luôn cố gắng để trở thành một người tốt, một người tử tế. Hãy nhớ rằng bất kể hoàn cảnh có thể trở nên khó khăn đến thế nào, hay thế giới có thể thật tối tăm vào một lúc nào đó, thì luôn có những điều tốt đẹp tồn tại. Chúng ta không biết cuộc đời này sẽ kéo dài bao lâu, chúng ta sẽ làm được gì cho chính mình và cho thế giới. Nhưng cha biết, chỉ cần chúng ta giữ được sự bình an trong tâm hồn thì chúng ta sẽ luôn hài lòng với cuộc sống. Cho dù con chọn con đường sự nghiệp nào cũng không thành vấn đề, cách con thực hiện quan trọng hơn cái mà con định làm rất nhiều. Tuy nhiên, nếu con tập trung vào việc trở thành một người tốt, con sẽ luôn nhận được sự bình yên và sức mạnh con cần để tồn tại. Tính cách quyết định tất cả. Thực tế, đó là tất cả những gì con có trong cuộc sống. Cuộc đời có thể lấy đi của con mọi thứ bất kỳ lúc nào. Nếu lựa chọn trở thành một doanh nhân như cha hay một điều gì đó hoàn toàn khác, bài học này cũng luôn đúng. Cho dù con theo đuổi con đường sự nghiệp nào, cách con lựa chọn việc để làm luôn quan trọng hơn việc con sẽ làm gì. Yêu con, cha. Theo Minh An, Nhịp sống kinh tế.
Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.